Chào anh chị và các bạn, hôm nay lại ra Đồ Sơn. Và thực tế cái ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5, ngày Chủ nhật năm 2020. Thì mình thấy có một sự thay đổi không hề nhẹ ở Đồ Sơn. Và mình nghĩ là sự thay đổi này sẽ làm giải quyết làm cho Đồ Sơn ngày càng đẹp hơn, ngày càng trong sạch hơn và ngày càng sẽ đông hơn. Trong cái đoạn gần cuối video, trong quá trình mình đi dọc bãi biển Đồ Sơn thì các bạn sẽ nghe một cái thông báo, và mình nghĩ là cái thông báo này rất quan trọng đối với mọi người để mọi người có thể hình dung là Đồ Sơn sắp tới nó sẽ như thế nào, và có rất nhiều dự án các bạn có thể tham khảo tìm hiểu xem Đồ Sơn đang thay đổi như thế nào. Ngày đây là ngày một ngày thực tế mà sáng nay mưa rất là to, thực tế là mưa rất là to luôn. Đến chiều thì mình thấy rất đông luôn. Đây các bạn xem hình ảnh thực tế và một lúc nữa sẽ xem là có sự thay đổi gì nhé. Và anh chị là lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên ủng hộ, nhấn đăng ký, nhấn chuông để kịp thời theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nào chúng ta tham khảo thêm Đồ Sơn thực tế những cái ngày cuối tuần xem như thế nào nào. Quá đông. Hôm nay là Chủ nhật. Ngày 17 tháng 5. Nhìn chưa? Chủ nhật 17 tháng 5 rất là đông luôn. Alo, đàn cô, tôi xin nhắn tin cho cháu Lan Anh và Xuân Trang. Nếu nghe được tin này, hai cháu lên ngay chỗ khu vực đấy, thì mẹ của người nhà đang chờ. Đấy. Chúng tôi xin nhắn tin cho cháu Lan Anh và Xuân Trang. Nếu nghe được tin này, cháu lên ngay chỗ khu vực đấy. Dùng các gió thổi chỉ sợ rơi cái máy ảnh thôi, đẹp không? Quay ra đầu kia cho mọi người xem nhé, dùng ra đầu kia cho mọi người xem đấy nhé. Đây, zoom cho mọi người xem này. À, đấy chụp ảnh á, à chụp cho người yêu đây. Đấy, bãi đá đấy, chụp rất là đẹp. À, yeah, vỏ ốc, vỏ sò này. Đá này khá đẹp. À, quanh bãi đá cho các bạn xem. Thank you.
giờ mình sẽ đi ra một chủ chức làm đến trung tâm khu vực kinh doanh.